Dạ, em tên là Đoàn Sơn Hải, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Còn em? Em tên là Bích Trân, em 31 tuổi, làm kinh doanh tự do. Hải bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là 31, lớn nhỏ nhau 5 tuổi. Chị gặp em như thế nào? Lúc đầu em gặp chồng em á, cái ấn tượng em thấy là em biết chắc là nhỏ hơn em rồi. Đó thì em mới giống như là lại mình nhờ. Em với chồng em làm chung một công ty, nhưng mà em làm trước 3 ngày. Thì sau đó chồng em mới vô. Mà lúc đó kêu sao? Kêu em. Rồi con em thì em lúc mà mới vào công ty á thì cũng rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà mình đàn ông mà khi mình đi vào là mình cũng đảo mắt mình nhìn quanh hết rồi. Ừ. Thì mình là thấy là cái chị này là biết là lớn tuổi của mình rồi, nhưng mà mình thấy là đẹp nè, hấp dẫn nè. Mình đã để ý ngay từ cái lần đầu mình. Sau đó hai chị em trong giai đoạn quen nhau thì cũng chia sẻ tâm sự là liên quan công việc. Thì khoảng 3 tháng thì vợ em mới nhắn tin cho em: nếu một ngày mà chị đi xa thì em có buồn hay không? Lúc đó em cảm thấy rất là buồn anh. Lúc nào hai chị em cũng tâm sự với nhau nên em mới nhắn như vậy, chứ em không có ý nghĩ là thích nhau hay là gì cả, chưa có tình cảm gì hết. Lúc đó là vẫn xưng hô là chị và em. Đúng rồi anh. Khi em nhận được cái lời nhắn như là một cái gì đó nó gửi gắm nè, chuẩn bị cho một cuộc ra đi của người chị của mình, của chị tôi đó, thì em như thế nào? Thì lúc này em cứ nghĩ là kỳ ta tự nhắn mình giống như là muốn em thấy giống như muốn thử mình hay sao á. Em mới nói là chị có chuyện gì ra ngoài nói chứ đừng nhắn tin như vậy. Thì đến cái buổi mà ra ngoài chia sẻ tâm sự với nhau thì em mới quyết định là em muốn quen, làm quen với chị. Em thấy là đây là một cái người mà thật sự là một nửa của mình rồi. Mà em xin chị là cho em ôm một cái luôn. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, 6 tháng gì? 6 tháng mà yêu nhau được mấy năm? Một năm rưỡi có biết hai và năm. Quen nhau là được cưới luôn là năm rưỡi. Năm rưỡi? Dạ. Năm rưỡi, lấy được 6 tháng nữa rồi. Dạ. Coi như 2 năm đi. Dạ. Thì lúc đó là em mới có 24 à? Bạn này 24. 24. Thì lúc đó là bạn này 29. 29. 29 vậy là bạn đã yêu nhiều chưa? Lúc đó là bạn có người yêu lúc trước chưa? Thì em quen bạn trai cũng 10 năm. 10 năm? Dạ. Khi mà em gặp em này thì chia tay rồi. Có nghĩa là bạn này là để ý em trước. Dạ. Muốn tấn công trước. Dạ. Và đến lúc nào thì em cảm động với cái tình cảm của thì bạn này? Thì cái lúc mà muốn ôm, chồng em chủ động xin là muốn ôm. Thì em là chủ động luôn, em nói là ôm đi. Chị em ôm nhau tâm sự thôi chứ không vấn đề gì hết. Chứ sau khi về á thì em cảm thấy giống như là nó ấm áp á. Em nhớ lại cái cảm giác đó và bắt đầu cũng có cảm tình với người này. Trong cái khoảng thời gian mà quen nhau á thì sợ bị lộ ra, tại vì chị này hơn tuổi mình. Mình cũng muốn giấu cái chuyện đó, mình nói là bạn bè là bằng tuổi. Có nghĩa là tụi em sợ cái áp lực của dư luận cho nên tụi em trong vòng bí mật hả? Dạ. Đánh du kích bao nhiêu lâu? Gần năm á. Gần năm luôn hả? Rồi đến khi mà gia đình hai bên biết được á thì cái phản ứng của ba mẹ em sao? Thì mẹ em á thì nói với em á là không cho đi chơi, tại vì cái người nó nhỏ tuổi hơn. Rồi sau này cưới nhau có con cái thì mày già hơn nữa, cho nên là cấm không cho đi chơi. Còn bên em? Gia đình cũng giới thiệu cô này cô kia, mẹ cũng giận rất là nhiều luôn. Mẹ nói mày quen nó rồi sau này nó lớn tuổi hơn mày, rồi nó già rồi mày bỏ nó thì tội cho nó thôi. Rồi con cái sinh ra thì nó cũng không tốt nữa. Đó, rồi con em cũng là con trai một của gia đình, cháu Đức Tôn nữa. Rồi làm cách nào để hai bạn vượt qua? Đối với phía em thì em cứ suốt ngày em thuyết phục mẹ, em nói mẹ ơi, đây là một cái người con gái mà con cảm thấy là có cái sự mà đảm đang giống như mẹ em. Thì rốt cuộc là ba mẹ em thì cũng ngã ngũ. Tức là em đã thuyết phục được bên em. Dạ. Còn em? Còn em thì chưa thuyết phục được. Nhưng mà em mới đề nghị với lại chồng em là thôi chia tay đi. Thì chồng em mới nói là em xem tiêu cực quá vậy. Đó, em thuyết phục em. Thì em thấy được cái sự chân thành. Cái em mới nói là quyết tâm luôn, phải thuyết phục bằng được mẹ này. Rồi mẹ đồng ý chưa? Thì mẹ em cũng đồng ý. Rồi sau đám cưới về thì em có vỡ mộng một điều gì về cô chị vợ này không? Dạ có, rất là bất ngờ luôn. Tại vì lúc mà quen trong cái giai đoạn yêu nhau á, vợ em là cái nhất là rất là đảm đang, giống như em nói, giống như hình tượng của mẹ em vậy đó. Nhưng mà khi mà về nhà thì vợ tâm sự, vợ nói thẳng luôn nha, nói là vợ không có thích nấu ăn và không thích rửa chén. Vợ chỉ muốn lo tập trung vào công việc để kiếm tiền thôi. Thì lúc đó em hơi bị sốc. Tại trước đây là cái hình tượng của mình là mình muốn kiếm một cái người vợ về để mình lo. Vợ chỉ lo cho mình về cái việc nhà rồi công việc trong gia đình cho nó tốt như mẹ của mình là mình cảm thấy hài lòng lắm rồi. Nhưng mà sau đó không ngờ thì nó lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Còn cái gì nữa không em? Cái hai nữa là vợ em thì nói chung là trước đó thì rất là hòa thuận trong công việc, làm công việc chung mà. Lấy nhau về thì làm công việc thì đôi khi là có những cái bất đồng ý kiến với nhau, dẫn tới tranh cãi với nhau rất là nhiều. Tới thời điểm này là vẫn làm chung nhau. Dạ. Và mỗi lần tranh cãi như vậy thì là có sự thắng thua của hai người không? Thôi chồng em cũng nào cũng thắng. Tại em nhịn như chồng em nhiều hơn. Chồng em hay cãi lắm. Cãi giành phần thắng cho bằng được đó chị.
Không có nhường vợ đâu, chưa bao giờ nhường em một điều gì hết. Nhỏ mà sao giờ... Bây giờ đúng với tụi hắn thắng mà. Còn em? Trời ơi, em sốc hơn nữa. Sốc hơn nữa hả? Ờ, rất là vô tâm. Lúc trước lãng mạn nhiều, giờ nó hoàn toàn khác nhau. Trẻ con nó thích coi phim hoạt hình, coi đến nỗi mà vợ làm gì cũng không biết luôn chị. Giống như vợ có ngủ đi cũng không biết, vợ có đi đâu cũng không biết, mà tập trung vô. Mê phim hơn mê vợ phim. Vô phim tâm lắm chị. Phim hoạt hình hả cơ? Có khi hả, một tuần là không gọi về ba mẹ một lần nữa. Giữa em với bên gia đình chồng là có thuận thảo không? Chung là em thì với mẹ thì không hiểu nhau, mẹ chồng. Thì thật sự là do em không khéo léo, mà nhiều công việc quá nên em lo cho chồng em chưa khéo. Nên là mẹ hay la, em thì chỉ để trong lòng thôi, chỉ nói với chồng thôi. Còn mẹ thì thấy em rất là lơ đễn thì lại nói với chồng, không nói với em. Thật ra hai mẹ con không hiểu nhau. Nhưng mà là hai mẹ con đâu ở chung nhà đúng không? Dạ, nhưng mà mẹ em thì lúc nào cũng biết. Mẹ em ở dưới Thủ Đức thì mẹ hay về nhà trên quận nhất để đi lấy thuốc rồi đi công việc này nọ thì cũng có đi lên. Thì cũng ghé về nhà thăm thì thấy là đồ đạc trong nhà rồi những cái thứ lo cho em chưa được tốt. Như là trước đây mẹ em rất là kỹ. Trước đây mẹ lo khác, bây giờ vợ lo không bằng như mẹ lo đúng không? Rồi là mẹ góp ý đúng không? Mẹ cũng nói góp ý hay là la? Em thì thấy là la, nhưng mẹ nói sao không mang cái đồ đó cho nó để nó vậy, giống như đi Đà Lạt cũng vậy, không đem theo áo lạnh thì lạnh. Mẹ la mà em có nói, nhưng mà nhất định không mang. Nói là anh đi taxi không, không có lạnh. Em có nói điều đó với mẹ không? Thì em sao em dám nói. Bởi vậy em cứ giữ trong lòng nên đâm ra không hiểu nhau. Ồ vậy hả? Sao em không nói? Thì thật sự em cũng sợ. Em cũng thông qua chương trình này em cũng muốn nói với mẹ em: mẹ ơi, con có nhiều công việc quá, không có lo lắng được chu đáo giống như mẹ để lo cho chồng. Thì có nhiều cái con cũng quên, nên là con mong mẹ cảm thông, bỏ qua cho con sẽ cố gắng để mà vừa xếp công việc và vừa lo cho chồng được tốt hơn. Mẹ đừng có buồn phiền về con nữa. Dạ, con rất là yêu thương chồng và yêu thương mẹ. Em có muốn nói gì với mẹ em không? Dạ, em cũng có vài dòng tâm sự với mẹ em. Thì mẹ ơi, thì con cũng cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra. Con và vợ con thì đều có một cái chung là rất là hiếu thảo, rất là muốn tốt với ba mẹ của mình và muốn ba mẹ sống với tụi con rất là lâu. Có thể là vợ con thì chưa có làm hài lòng mẹ, nhưng mà con cũng cố gắng để mà hòa đồng, để hai người có thể là vui vẻ với nhau. Và mẹ tin rằng là tụi con sẽ sống hạnh phúc với nhau. Chị muốn hỏi một chút, nay có em bé chưa cưng? Dạ chưa. Em có dự định là bao lâu thì em có em bé không? Em đang áp lực về sinh con. Tại vì chồng em cháu đứa tôn mà. Tức là bây giờ áp lực là vì mẹ chồng muốn con trai trước hả? Dung sự không phải là bắt buộc là mình sinh con trai, mà là mong muốn. Em biết cái sự mong muốn đó. Em có biết là khi mà mình muốn có con mà bị trong bản thân mình có áp lực thì nó lại rất khó hay không? Dạ. Bây giờ cái cuộc sống của em hiện giờ như thế nào? Em có hài lòng không? Em có muốn nó thay đổi không? Hay là nó phải thay đổi như thế nào để cái cuộc sống hai vợ chồng nó sẽ hạnh phúc hơn nữa? Em mong muốn là chồng em có trách nhiệm hơn, để giảm bớt căng thẳng cho em. Quan trọng nhất là phải có sự khéo léo để làm cầu nối cho em với mẹ chồng. Em rất là mong muốn gì nó để em thoải mái mà sinh con tốt hơn. Nhưng mà giờ em gặp mẹ là em không nói chuyện được hay sao? Không, em vẫn nói chuyện mẹ bình thường. Nhưng mà vẫn chưa có gọi là thân thiện nhau lắm, vẫn có khoảng cách lắm. Tức là muốn chồng làm cái cầu nối. Dạ. Em thấy cái việc đó khó không? Dạ, vì cái chuyện này là từ lúc mà đám cưới về là em cũng đã cố gắng làm cái việc này rất là nhiều rồi. Nhưng mà có lẽ là em còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái việc này. Nên là em cũng cần rất là sự tư vấn của rất là nhiều người. Thì cũng nhờ chương trình thì em cũng... Nãy em cũng đã gửi gắm cái lời nói của em tới với mẹ của em rồi. Nhưng mà em có hiểu là hiện giờ mẹ của em đang mong muốn nhất ở vợ mình và mình cái điều gì không? Là mẹ em thì mong muốn là vợ là em phải chăm sóc được cho em, là nói chung là phải được như mẹ em. Cái thứ hai nữa là cái công việc kinh doanh tại nhà hiện tại thì nó cũng chưa có ổn định lắm. Thì mẹ cũng muốn là vợ có một cái công việc nó ổn định hơn. Để mà có cái tài chính nó tốt hơn. Bây giờ vậy nè em, chị thấy ở vợ em á có quá nhiều áp lực. Áp lực đến cái độ mà cô ấy không biết bắt đầu từ đâu để gỡ những cái áp lực này. Chị nói ví dụ, cái mong muốn của mẹ là phải lo được cho chồng chu đáo giống như là mẹ đã lo cho chồng. Rồi lại một mong muốn nữa là em phải có công việc ổn định. Rồi thêm một cái áp lực nữa là phải có con. Thì ở đây á, ba cái việc này á, cùng một lúc á, không nổi. Ba đầu sáu tay cũng không nổi. Cái đó chị nói thiệt. Em đã nói là vợ của em á, bây giờ cứ lo công việc, lo công việc, lo công việc, bỏ qua những cái chăm sóc cho em. Thì ở đây á,
cổ đang làm cái điều mong muốn của mẹ em là cái công việc làm sao để ổn định được. Đương nhiên một người làm sao mà ba đầu sáu tay mà làm được những việc đó, đúng không nè? Chăm sóc cho chồng thì không lo được cái sự nghiệp cho mình, cái công việc của mình. Rồi hai cái đó không có cách nào làm đến nơi đến chốn hết thì sợ mẹ biết mẹ lại buồn, đúng không? Rồi tất cả những áp lực này nó dồn lại, có con không nổi. Với cái sức một người đàn bà, một người phụ nữ, cho dù là có lớn hơn em đi chăng nữa không làm nổi điều đó. Cho nên ở đây á, chị cảm thấy rằng trong cuộc sống của tụi em, nếu tụi em muốn kéo dài nữa, muốn cuộc sống nó hạnh phúc nữa, trong cái em phải là người hỗ trợ vợ em kinh khủng lắm. Hãy quên đi là cái khoảng thời gian mình được mẹ dành cho mình những cái chăm sóc đó, em phải phụ cho vợ em một cái việc là em tự chăm sóc bản thân. 26 cũng là bắt đầu lớn rồi, không còn là con nít nữa đâu. Phụ vợ cái điều đó đi để làm chi? Để vợ em có thể làm được cái việc tạo dựng sự nghiệp cho vợ em, để chứng minh cho mẹ thấy rằng vợ em là một người vợ giỏi giang. Thôi bây giờ phụ từ bây giờ nhé. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ, chào anh chị.